trước sự bất lực, chia rẽ, lúng túng xa lầy của chủ nghĩa cộng sản vô thần, trước nhu cầu cấp bách của sự đoàn kết để cứu nguy dân tộc. Bằng vào khí thế hùng liệt và ý chí thống nhất của truyền thống Việt Nam, chúng tôi, thành phần sinh viên, thanh niên học sinh, thế hệ chủ lực của quốc gia, bao gồm trong và ngoài nước, vì nhu cầu khẩn thiết của Tổ quốc Việt Nam, vì quyền lợi tối thượng của dân tộc và với lý tưởng dấn thân vì đại nghĩa, long trọng công bố phong trào Tân Dân Chủ Việt Nam được khẩn cấp đệ trình cùng quốc dân Việt Nam với tất cả lòng thành tín, tận tụy, bền bỉ cùng kiến thức và năng lực của thanh niên trong Tổ chức Việt Nam Tân Dân Chủ. Với ý thức trách nhiệm cứu quốc để phục hưng một nước Việt Nam tự do, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và tiến bộ trong kỷ nguyên mới của khoa học và kỹ thuật. Chúng tôi mời gọi sự tích cực tham gia của mọi tầng lớp quốc dân Việt Nam, đặc biệt là các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh có nguyện vọng và tâm huyết phục vụ Tổ quốc để trực diện đương đầu với các kẻ thù chung hiện nay của dân tộc chúng ta là lỗi thời, lạc hậu, đói nghèo và chậm tiến. Đồng thời, chủ trương một cuộc tổng tuyển cử tự do và công bình tại Việt Nam, cũng như tranh đấu cho các nguyện vọng căn bản của chúng ta, bao gồm các quyền sinh tồn, quyền bình đẳng, quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do tư tưởng. Kính mong đồng bào và các tổ chức, đoàn thể lực lượng tiền phong hết lòng ủng hộ. Khẩn thiết kêu gọi đồng bào và toàn thể quý vị đồng lòng với chúng tôi về bản thông cáo này để hiện thực quyền lực và quyền lợi tối cao của dân tộc Việt phải do chính quốc dân Việt quyết định. Đồng thời cũng để ủng hộ thế hệ thanh niên, thành phần chủ lực của quốc gia đứng lên đảm nhận vai trò lịch sử, cứu quốc và kiến tạo quê hương. Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 3 năm 1990, Ban chấp hành Trung ương, phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ. Trân trọng kính chào quý vị và toàn thể khán thính giả.